Là phim Việt đầu tiên ra rạp ngay sau giãn cách xã hội, bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên tiếp tục có những khẳng định với khán giả bởi sự cuốn hút và được đầu tư nghiêm túc, hoành tráng. Ca khúc được lựa chọn làm nhạc phim với chủ đề Anh ở nơi đâu do ca sĩ Phạm Thu Hòa trình bày được ekip sản xuất đưa ra đã chứng minh điều đó. Trên thế giới, âm nhạc cho phim luôn được coi trọng và đầu tư nghiêm túc. Nó không chỉ làm nền, mà nhiều khi còn là yếu tố thể hiện nội dung và hình ảnh. Thời gian gần đây, nhiều nhà làm phim Việt đã chú trọng hơn về mảng sản xuất nhạc cho phim để tạo hiệu quả về thính giác, đẩy cao cảm xúc cho khán giả. Truyền thuyết về Quán Tiên là bộ phim Việt được đầu tư âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ âm nhạc của phim được thể hiện bởi dàn nhạc giao hưởng mặt trời do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết. Để tạo được sự gắn kết giữa phim với âm nhạc là một điều không hề dễ. Điều may mắn là chúng tôi có nhà soạn nhạc của bộ phim ở đây phối hợp, chia sẻ những điều mà bộ phim cần. Và điều quan trọng là chúng tôi có một dàn nhạc tốt, một nhà soạn nhạc giỏi và một bộ phim hay. Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề của phim Anh ở nơi đâu đã trở thành một sản phẩm nghệ thuật độc lập, khẳng định tên tuổi của ca sĩ Phạm Thu Hà. Anh ở nơi đâu được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Dù đã là một nhà soạn nhạc lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh thử sức ở mảng nhạc phim. Sự đồng điệu của âm nhạc với câu chuyện trong phim đã giúp anh giành chiến thắng ở hạng mục nhạc phim xuất sắc nhất ở cả hai liên hoan phim lớn nhất Việt Nam là Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng. Mình lần đầu tiên viết nhạc phim, chưa bao giờ mình viết nhạc phim thì mình nghĩ rằng là cái viết nhạc phim nó khó hơn những cái gì mà mình đã viết ở cái điểm là trước đây thì khi mà mình làm ca khúc hoặc làm những chương trình live show hoặc viết giao hưởng thì mình hay dẫn dắt cái câu chuyện âm nhạc theo cái mạch cảm xúc và một cái kịch bản của bản thân mình. Ở đây thì mình sẽ phải làm theo một cái ý đồ của đạo diễn cũng như là một cái kịch bản sẵn có của người khác thì đấy là cái mà là khó khăn. Phạm Thu Hà là một trong các cái soprano tốt của Việt Nam và bạn ấy có một cái ưu điểm khác với các soprano khác là cái tiếng hát của bạn ấy, cách thể hiện, cách lựa chọn cái phong cách âm nhạc, cách sử dụng kỹ thuật ấy, nó hướng tới công chúng. Gần đây điện ảnh Việt đã có những thay đổi tích cực ở mảng nhạc phim. Một bộ phim hay, khán giả cũng chỉ có điều kiện xem đến lần thứ hai, nhưng những ca khúc trong đó lại có một sức sống rất bền lâu. Trong thời điểm mà phim điện ảnh sản xuất nhiều như hiện nay, việc đầu tư làm nhạc trong phim có thể sẽ là một hướng đi đúng đắn, nâng tầm điện ảnh Việt tiệm cận đẳng cấp quốc tế.